Chiều ngày 28 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 37 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có đồng chí Trá của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo các ban hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 thuộc các lĩnh vực kinh tế ngân sách, pháp chế và dân tộc. Theo đó, các ban hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra 16 tờ trình dự thảo nghị quyết theo đúng thẩm quyền. Qua thẩm tra đã đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí, quy mô, nhân lực và các nội dung liên quan khác. Đại diện các cơ quan soạn thảo đã giải trình chỉnh, chỉnh sửa làm rõ một số nội dung liên quan Đến nay, các tờ trình dự thảo nghị quyết đã bảo đảm yêu cầu đủ điều kiện trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 theo đúng quy định. Tại phiên họp cũng đã thông qua chương trình công tác năm của các ban hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác theo kế hoạch. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thái Hưng thống nhất các tờ trình dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 xem xét quyết định đề nghị các ban hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp các ý kiến tham gia tại phiên họp và phối hợp với các cơ quan soạn thảo chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện các văn bản đảm bảo thể thức nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 theo đúng quy định.